Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn dụng cái nút đăng ký ngay đây để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có vụ mà nữ đại gia Thái Bình vừa bị khởi tố đó. Cụ thể nó như thế này nè, nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình nổi tiếng đến mức nào sau khi bị khởi tố? Nữ đại gia thường đăng tải những hình ảnh làm từ thiện, nổi tiếng về độ chịu chơi và có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30 tháng 3 tại nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Và chiều ngày 7 tháng 4, lực lượng công an tổ chức khám xét trụ sở công ty bất động sản Dương Đường là chỗ ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Dương, giám đốc công ty bất động sản Dương Đường. Công ty bất động sản Đường Dương. Công ty bất động sản Đường Dương các bạn. Theo nguồn tin riêng cung cấp cho phóng viên báo giao thông thì công ty bất động sản Đường Dương là một doanh nghiệp lớn tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Và bà Dương là một người khá nổi tiếng về độ chịu chơi. Cụ thể, bà chịu chơi như thế nào tôi sẽ đọc sau đây nè. Bà Dương thường xuyên đưa lên mạng xã hội những hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng các bạn. Và trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng bà Dương đã chi hàng trăm triệu đồng mời các ca sĩ nổi tiếng đến để hát chơi cho vui thôi. Và cũng theo nguồn tin cho biết, bà Dương còn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi nữa. Và theo cơ quan công an tỉnh Thái Bình cho biết, thì qua công tác tiếp nhận thì giải quyết tin báo tố giác tội phạm ngày 7 tháng 4. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, và Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, và Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư ở Thái Bình, để điều tra về hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích. Và các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Và công an tỉnh đã huy động lớn lực lượng cán bộ chiến sĩ tới để phong tỏa và khám xét nơi ở của bà Dương, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây cho chúng ta thấy không biết tình tiết mà cố ý gây thương tích là như thế nào. Vì vậy, sau khi có tin nào mới nhất về vụ việc này, chúng tôi sẽ up lên ngay, các bạn sẽ là người coi đầu tiên bằng cách ấn vào cái nút đăng ký và click vào cái chuông thông báo kế bên. Cảm ơn các bạn.